Thật sự không ngờ nha, ba mẹ của Chi hay đi kè kè với thằng Quân, lại là một cao thủ. Hảo, con biết ba mẹ của Chi là dân lừa đảo từ lúc nào vậy? Dạ thưa bà, con biết chuyện này lâu rồi, nhưng mà Quân không cho con nói. Cái gì? Thằng Quân cũng biết chuyện này hả? Vậy mà nó vẫn giao du với cái nhà đó sao? Dạ thưa bà, Quân nói là họ đã đổi nghề rồi. Với lại con cảm thấy Chi cũng là một người tốt, được bà tin tưởng, cho nên là con không dám nói à. Trước giờ chú luôn tin tưởng khả năng giải quyết công việc của con, nhưng mà lần này thật sự con làm chưa tốt. Nếu biết trước nhân thân của họ phức tạp như vậy thì tại sao con không báo cáo lên? Chú sẽ cương quyết không để Chi cũng như ba Chi vô đây làm việc. Bây giờ thì lãnh hậu quả rồi đó. Dạ, con xin phép nói thẳng, mọi người trách Hảo như vậy thật sự không công bằng với Hảo. Vì vị trí của Hảo ở công ty khó có thể can thiệp vào những chuyện cá nhân. Mà hình như Chi đã được đích thân bà nội nhờ cậy chăm sóc cho Quân. Nè, cậu nói vậy là sao? Ý của cậu là tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi hả? Cậu đừng quên, chính ba cậu mới là người tuyển ba của Chi về nha. Thôi được rồi, cứ thu thập thêm chứng cứ đi. Nếu đầy đủ rồi đó, thì làm cho đúng theo pháp luật. Nếu có đầy đủ cơ sở rồi đó, thì làm việc đúng theo pháp luật. Con bé Chi nó cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, nó cũng theo quy tắc của công ty chứ. Còn ba nó sai phạm thì ba nó phải chịu trách nhiệm. Dạ, nhưng mà hình như Quân có tình cảm với Chi. Nếu như mà mình làm mạnh tay quá, con sợ là Quân bị tổn thương. Nè, con nói tầm bậy gì vậy? Bà đã nói là con bé đó không xứng với thằng Quân rồi mà. Mà sao chuyện lần này tôi cũng muốn cho thằng Quân nó hiểu tại sao tôi bắt nó phải chọn bạn mà chơi. Không phải hạng người nào cũng có thể bước chân vô cái nhà này đâu. Bà vô thay tôi bình trà đi. Làm gì vậy? Nếu thay bình trà nữa là lá 6 bình trà. Ủa tôi uống nhiều vậy hả? Ừ. Sao? Sao uống trà nhiều quá vậy? Mệt quá, có gì đâu mà mệt quá. Phải có, một hiện tượng lạ. Thì tại vì dạo này tôi mập quá, tôi uống để tôi giảm béo. Ông uống rồi cũng đâu giảm béo, vẫn mập như thường. Thì nó tích nước nè, nó mới mập ra lại. Tích nước thì uống làm gì tới 6 bình? Tại vì tôi ghiền uống trà. Ông đừng có cãi, tôi thấy hiện tượng lạ lắm. Hình như là ông có cái chuyện gì giấu tôi nè. Tôi mệt quá, tôi không có gì để giấu bà đó. Có, ông đừng qua mặt tôi. Tôi là vợ ông mà. Thành ra những cái gì giấu tôi biết hết. Điện thoại, ai gọi? Điện thoại của công ty. Alo, con nghe nè bà. Thằng Dũng bây giờ đã chỉa mũi giáo vào cậu. Nó nêu nghi vấn chính cậu là người đã ăn cắp hàng của công ty. Bà ơi, con làm cho bà mà, con đâu có dám làm bậy. Với lại bà xa đâu đến đó, bà nó cũng về trước rồi mà bà. Tôi bây giờ cũng không biết là có nên tin cậu hay không. Cậu đã từng lừa đảo, lương gạt người khác để kiếm tiền, thì những gì cậu nói tôi cần phải cân nhắc lại. Bà nói vậy là sao? Cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Tôi không muốn nói nhiều nữa, việc này sẽ được xử lý ở công ty. Cậu đi ra thông báo đi. Alo, alo. Bà định hại tôi hả? Ai hại ông? Ông có chuyện gì giấu tôi phải không? Ông nói đi, chuyện gì? Tôi gặp chuyện rồi. Cũng tại tôi ngu. Không biết Quân nó mua bán sao rồi không biết. Hôm nay chắc về trễ, sáng dậy sớm đi rồi hả bà? Thì cũng tại ông hết đó. Tôi nói là để tôi ra coi mà ông không cho. Rồi bây giờ ngồi đó là lo. Con nghĩ ba làm vậy đúng đó mẹ. Nó mà gặp mẹ thế nào cũng than thở ý ôi cho coi.
cứ để nó tự thân vận động. Còn chuyện của anh Nam, ba của Chi, con nghĩ không nên để Quân dính vào. Ừ, thì tạm thời cứ xử lý nội bộ trong công ty thôi. Tội nghiệp của bé Chi, nó là đứa trẻ ngoan, nhờ nó mà thằng Quân nhà mình nên thân rất là nhiều. Bây giờ nó biết ba nó làm một chuyện xấu hổ vậy, nó mặc cảm, nó nghỉ việc cũng tội nghiệp đó. Con thấy anh Nam là người biết suy nghĩ mà, con cũng sẽ nương tay để không dồn họ vào bước đường cùng. Với lại số lượng hàng lần này không lớn, con cũng đã thu hồi xử lý hết rồi. Ngầu hoài, cứng cái bụng khó ngầu quá. Ủa ông Ông hả? Có phải chắc chắn là nhà cậu bảo vệ đó ở đây không? Rồi sao sáng giờ không ai ra vô vậy? Thì tôi nghe mọi người nói là cậu ta ở vòng vòng đâu đây nè. Mà thật sự kiếm khó thiệt luôn á. Giờ trên công ty cậu ta cũng nghỉ việc rồi. Hả? Ủa lý do tại sao nghỉ việc? Ai biết đâu. Thì nghe nói là nghỉ việc không có lý do. Mà tôi nói thiệt nha, chỉ có cậu ta mới cứu được tôi thôi. Tại vì chính đêm đó cậu ta có mặt ở đó, cậu ta ra làm chứng là mọi chuyện sáng tỏ liền. Ê, tôi nghĩ lại mà tôi tức bài dân của ta. Ủa mình là cùng hội cùng thiền với nhau mà, tại sao chơi phản phế cái kiểu đó? Bởi tôi nói ở nhà giàu hả, cái miệng lưỡi họ dễ sợ lắm. Thôi bà đi so sánh. Người ta giàu, người ta ngồi du thiền, người ta uống châm banh. Còn mình nghèo, mình ngồi ghe, mình uống nước lã mà, sao nói chuyện được với người ta? Ủa nói nghe nè, du thiền cũng là thiền mà ghe cũng là thiền, gọi là cùng hội cùng thiền rồi. Không có, cái chữ du với chữ ghe nó khác nhau nhiều lắm. Thôi bây giờ tôi quyết rồi ha, không làm xui, mắc cái giống thì phải ngồi canh, đi về. Trời ơi bà ơi, tôi đi tù đó. Cái này là gì ông á? Gì ông tôi mới ngồi canh á? Bảo vệ. Ủa nó hả? Bảo vệ. Cậu. Nhớ tôi không? Tôi nè. Tôi là cái người mà anh hay làm khó làm dễ công ty nè. Cậu nhớ không? Nhớ tôi không? Nhớ tôi chứ có gặp bạn nào đâu mà nhớ. Nhớ chồng tôi không? Nhớ không? À, không nhớ chú ơi. Nhắc trời cái gì cụ thể đi. Anh còn trẻ mà đầu óc anh. À, hôm bữa ở nhà kho đó, tôi gặp anh, cái tôi nhờ anh dọn hàng á, cái tôi đi về trước, anh nhớ không? Nhớ không? Tôi nè. Tôi đã nói với chú là tôi không nhớ chú là ai hết. Anh ơi, tôi năn nỉ anh nữa, anh nhớ giùm tôi đi. Nhớ không? Bây giờ cha con cậu Dũng tính hãm hại tôi, bây giờ anh mà không nhớ là tôi phải đi tù. Anh giúp tôi đi, anh nhớ tôi nè, nhớ nè, mặt xấu nè, nhớ. Nhớ không? Tôi đã nói là tôi không nhớ mà. Đứng lại. Nè, anh đừng có nói gì nghe chưa? Làm ơn mà giúp tôi đi. Giúp đi mà. Không có anh làm chứng là người ta đẩy tôi vô tù á, nên nhớ tôi đi. Tôi đã nói với chú một lần nữa là tôi không có nhớ chú là ai hết. Bây giờ tôi có hẹn rồi. Anh hẹn với ai? Anh giúp người đó, anh hẹn ai? Tôi hẹn với chủ tịch đó, để nói chuyện của chú đó. Ủa gì hả? Dạ, anh chào chủ tịch. Dạ, chào chủ tịch. Chào chủ tịch. Ủa đâu? Ê! Hồi dậy! Nó chạy như dự động viên điền kinh vậy đó. Đây! Đâu ạ? Sao nó chạy nhanh như vậy, không thấy nó đâu hết? Bây giờ không được, theo nó. Nó nói là không nhớ, làm được gì nó. Chết rồi. Thôi, nói nghe nè. Nói cho ông Chi biết thôi. Nói cho con Chi biết không có được. Như vậy là ảnh hưởng tới con Chi, không được đâu. Thì cái bây giờ ông có cách nào không? Không. Rồi bây giờ sao đây? Sao con nói là con lo hết rồi mà, sao giờ tự nhiên bắt chú học ba cái này vậy? Chú phải học để nói cho khớp với mấy người kia. Chú mà không học con không chịu trách nhiệm đâu đó. Thôi có mấy tờ à, ông ráng học đi. Con bé nó đã cố gắng giúp ông rồi. Mà sao tự nhiên tốt với tôi dữ vậy? Có cái gì với thằng Khôi phải không? Ông này, tôi cũng được quyền biết con dâu tương lai của tôi là ai chứ. Ba đừng có nói bậy, không tốt cho Hảo đâu. Anh Khôi, mặt anh bị làm sao vậy? Anh không sao đâu, chỉ bị trầy sơ sơ thôi. Thằng Quân nó đánh anh. Sao Quân lại đánh con? Chỉ là hiểu lầm thôi má. Nhưng mà cú đấm này cũng được giá lắm. Quân càng lúc càng chẳng ra làm sao hết. À, chuyện nhân chứng em đã sắp xếp xong hết rồi, đảm bảo ba anh sẽ không sao hết. Cảm ơn em nha, nếu không có em chắc là lớn chuyện rồi. Con nè, con ở lại ăn cơm với gia đình luôn nha. Đúng rồi đó, ở lại ăn cơm đi, má nấu đồ ăn ngon lắm. Dạ con. Tôi đã nói ông rồi, ông đừng có điện thoại cho tôi nữa được không? Muốn nói cái gì á, gặp trong cái cuộc họp đi, đừng có gọi nữa nghe chưa? Mệt à.
cha Nam á trả lì như trâu vậy đó. Sao ông? Ông chưa gặp hả? Ông chưa gặp. Cha này gian thiệt á. Bây giờ ông nói á, tôi làm liên lụy tới ông. Tức thiệt. Ba mẹ con mới về. Ủa, có chuyện gì mà ba mẹ căng thẳng quá vậy? Ờ, đâu có chuyện gì đâu con. Có. Ba con bị Đỗ Quang sắp sửa đi tù rồi kìa. Hả? Đỗ Quang? Mẹ nói rõ hơn đi, cái gì mà Đỗ Quang được đi tù là sao? Thì ở bên công ty Minh Quang á, nói ba con tuồn hàng quá đáp đem ra ngoài bán. Rồi bây giờ cái người mà làm nhân chứng bỏ chạy, không chịu làm chứng. Mà ông Dũng á thì ông chối, ông nói ông không dính líu gì hết á. Chuyện lớn như vậy mà tại sao giấu con? Tại ba mẹ sợ con lo. Rồi bây giờ ba mẹ có tự giải quyết được không? Chuyện liên quan đến tù tội mà giấu con như vậy, rồi con biết phải làm sao? Mà cũng tại con hết á. Chuyện của người ngoài á thì giỏi lắm, còn chuyện ở trong nhà không để ý gì hết trơn á. Con đúng là vô dụng mà. Không sao đâu con, không phải lỗi của con. Tại vì ba mẹ giấu con. Nhưng mà thôi, bất quá thì ba đi tù là xong chứ gì. Ba, ông đi mà. Ông đi tù rồi mẹ con tôi sống sao?